Mình vừa với thắp hương ở phần mộ của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Đó, bây giờ đã đi thắp hương suốt từ sáng đến bây giờ. Không biết bao nhiêu phần mộ, nghìn ngôi mộ, 4.000 hương mà thắp đã gần xong rồi. Nhiều vô cùng. Bây giờ quay trở về khu A, thắp được khu B, khu C, bây giờ quay trở về khu A. Trời đã sầm sầm tối rồi. Lại đi trong nghĩa trang Hàng Dương. Tâm trạng cảm thấy thật thoải mái vì đi thắp được bao nhiêu là hương. Cậu ơi! Trời ơi, gọi cho đấy. Gọi cho đứng đang đứng chỗ Lê Hồng Phong đấy. Gọi cho. Ủi thắp đừng có thanh thản lắm nha, này quả đâu. Trong lòng cảm thấy nó cứ nhẹ nhõm này. Có phải ai cũng đi thắp đúng ngày đâu. Không. Bao nhiêu năm bao nhiêu rồi. Ừ. Nhưng mà rác ở đây toàn rác sạch mà. Hoa toàn hoa đang phát trực tiếp. Mệt hai chị em thôi, cứ sắp đến tối được, hôm nay không tắm thì sáng mai dậy sớm đi tắm nha. Đây ui, cái khu này nó dày quá. Ừ, nhưng mà nó dày mộ phần nó gần nhau đúng không. Ừ, ở đằng đấy xong nó giải rác thế nhở. Ôi mỏi hết chân. Ừ. Đây quả lê kima đây. Đấy. Đứng đây để châm thôi. Bây giờ xin phép mọi người nhé, cắt live stream để tiếp tục cuộc hành trình thắp mô hương, thắp các phần mộ ở nghĩa trang Hàng Dương nhé. Xin chào tất cả các tình yêu. Buổi chiều hôm nay bọn mình đã đi thắp được rất nhiều nhiều rồi. Đấy, 4.000 hương mà bây giờ đấy muôn nửa rồi. Nhiều lắm, thôi được thắp đủ nước đi. Nước đây, thắp đủ đấy. Nhưng mà cảm thấy thoải mái thật đấy, thích thật đấy, dễ chịu. Đấy, mình mang cái lến đi là một cái giải pháp tốt nhất để chấm hương. Đấy, có vừa có người thắp, có khói hương này. Xin chào cả nhà nha.